tôi chưa ai chưa cực cân chưa cần ra cửa hẹ ra cay ổng con cứ cay nay đây mẹ biểu là con gái tên nào con gái hả chị Nhi con gái ruột á chị Nhi cho em hỏi nè em hỏi thiệt chị Nhi nè ví dụ bây giờ hoàn cảnh mình đang khó khăn quá mình bán số cực quá giận chó này người ta trả ví dụ như 4-5 triệu bán không chị người ta trả 100 triệu không bán còn 100 triệu cũng bán luôn thiệt bán luôn thả 10 triệu nữa là 1 triệu mốt không chịu chào em lâu quá mới gặp hai chào cả nhà. Hôm nay là mình nghe được thông tin vợ chồng của chị Nhi từ ở dưới mà An Giang đúng không chị Nhi? Không, ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp hả? Mà cái hôm mà cách đây vài ngày mà em nghe cái vụ mà con bé chó của chị nó mất nó chết gì đó đúng không? Nó bị con chó mẹ bị rã xương gì đó. Không, cái đó là cái con gấu nó bị người ta bắt cóc đi. Vậy hả? Là con bé... không dây không à. À. Con dây cho cổ thì sao như con này vậy nè. Con dây cho em vậy chứ. Vậy hả? Là bữa em thấy nhiều con lắm mà. Là chị đưa cho chậm được cái mảnh thường quân khác nuôi hết rồi. Vậy hả? Còn bé chó này của ai? Của chui á. Của chị hả? Nó là con của chui thôi. Vậy hả? Nó tên gì chị đâu chị Nhi? Ẩm lên coi chị Nhi. Sukana. Tên Sukana hả chị? Tên Sukana nè. À Sukana chào hết cơ chứ. Chị Nhi thương lắm cả nhà. Chị Nhi anh có gài á. Vậy hả chị? Đi hoài là đi chỗ nào ở cũng bị dưới hết trơn á. Sao vậy chị? Sao tại kỳ vậy? Tại mình không có giấy tờ. Dạ mình không có giấy tờ mà em nghe nói là chị tìm được cha của mình rồi đó, mà. Cha tôi đâu rồi? Mới đi đâu rồi? Cơ cha tôi cơ. Dạ. Sao không kêu cha chị làm đó, chứng minh thư? Đó, cha đưa tôi đi về quê. Một hả chú? Dạ chào chú. Một về chăng? Dạ. Mà chú cho con hỏi, chú đi ghế chú ngồi đi, chú cho con hỏi vài câu xíu. Giống như là tại sao mà giống như cha con lưu lạc với nhau giống như là cho vợ chồng chị Nhi đi lưu lạc à chú? Giống như là cái gốc gác mình từ đâu á, xuất phát từ đâu á? Gốc thì ở Sóc Trăng. Gốc ở Sóc Trăng. Là có vợ là ở Sóc Trăng là sinh ra. Dạ. Rồi sau là mẹ nó lúc 2 tuổi ẵm ly rồi. Dạ. Là mất tích luôn. Dạ. Là không gặp nữa, có khoảng 2 mấy tuổi gặp lại. Dạ. Là chú con mình tên chị Nhi à? Dạ. 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 Sao là cái đầu cô đi ra Đà Nẵng. Dạ. Có vợ Đà Nẵng. Dạ. Là tình cờ đó là nó bị ở trong Sài Gòn bị họ Tâm á. Dạ. Nó vô não này. À là bị chị Nhi bị não. Bị tai nạn ha chú ha. Họ Tâm rồi họ bỏ đi luôn. À bỏ chạy luôn. Em dạ. Tôi là ở ngoài Đà Nẵng. Dạ. Nhưng mà sao tôi nghe là tin báo là nó bị tai nạn là tôi mới chạy máy bay vô lưu luôn. Dạ. Mà lo nhắn tháng dưỡng. Dạ. Sao lại nó tỉnh. Tỉnh là sao lại nó về bà nội á. Dạ. Một năm đó. Từ đó là bỏ đi luôn. Dạ. Tới giờ luôn đó, chị ngồi đè. Dạ. Thấy chưa bà là cái quán này là 6 năm à. Rồi dạ, chào bà chủ ha. 6 năm không gặp. Dạ. Là coi như là chú cũng nhờ cộng đồng mạng đăng tải clip lên này không, nọ. Không biết luôn. Không biết luôn. Dạ. Mình xa này mình đâu biết gì đâu. Dạ. Dạ. Có thằng cháu ở Sài Gòn á. Dạ. Chỉ làm ở đây nè. Cha chưa nhà. Cha chưa nhà. Em kể cho được biết là thông qua mạng xã hội. Một người anh của bé Nhi. Ông bé Nhi này. Phát hiện được. Con cậu ruột á. Coi trên mạng là mới điện cho bác này. À cho chú ha. Dạ. Dạ. Mà chị Nhi từ lúc mà bị tai nạn vậy đúng không? Nhưng mà trí nhớ của chị Nhi lúc tỉnh mày... Nhưng mà vẫn nhớ chú chứ. Cũng nhớ. Có đúng khi, không? Có khi nó kêu mày đâu vậy? Trời vậy hả? Dạ. Ừ. Chị Nhi được bao nhiêu tuổi hả chú ha? 36 tuổi. 36 tuổi. Còn cái này là ông xã chị Nhi hả chú? Mới gặp hả? Năm. Hả? Cái này là gì của chị? Chồng á. Chồng á hả? Chị có thương chồng chị không? Mà về chồng với lại Sukana giờ chị thương người nào? Thương cả hai. Thương cả hai. Có cha nữa là ba người luôn. Là thương bằng nhau luôn ha. 100% hết ha.
Trời ơi. Cha bữa nay cha biết Nhi thích ăn gà, cha không có tiền mà cha không mua gà cho Nhi ăn á, Nhi ăn. À trời đất ơi, tội nghiệp ghê chưa. Mua gà hấp mía nữa. Gà hấp mía ha. Không biết bao nhiêu tiền đó, cha nó 1.4 triệu. Vậy hả? 1.4 triệu con. Trời ơi. Đại gia rồi, đại gia rồi. Ờ tính cha con là nhiêu cha? 1.4 triệu. Dạ. Là coi như là ẵm con bé Sukana này từ ở Đồng Tháp đi lên tới đây luôn ha. Dạ. Đúng không? Nói chung là đi xe với bên công bên dạ. Dạ. Chở qua đây với đồng dạ. Mình qua đây. Là cách đây vài ngày con có nghe mấy bạn YouTuber kia như bạn Tình và Lóc này nọ ở quay là nói là hai vợ chồng vừa nhặt ve chai vừa bán vé số hả chú? Dạ. Thì bây giờ hôm nay chú tìm được chị Nhi rồi thì bây giờ ở chú hiện tại chú đang làm cái công việc gì? À, hiện giờ mình ở Đà Nẵng vô làm phụ hồ đây nè. Phụ hồ ở Đồng Nai, ở Đồng Nai gần đây luôn. Thì bắt đầu kể từ đây là chị Nhi ở với chú rồi ha. Đúng rồi, không cho đi nữa. Ờ. Chứ đi lang bạc thì nguy hiểm lắm chú ơi. Với lại chị cũng khờ khờ á. Rồi từ sáng giờ tự Đồng Tháp là mới lên tới đây tức thì hay chị hay hay là lên đây hôm qua rồi. Hôm qua rồi ha. Đâu? Đau. Sưng quá rồi. Con thuốc nha. Chồng con có chưa con uống đâu. Trời ơi. Vậy hả? Muốn rồi chẳng cho uống. Kỳ vậy chồng thì Hương không có lo lắng gì hết trơn. Dở không muốn ngồi giấm mà ngồi cái nó giấm giấm cái chân. Trả chút. Trả chút. Rồi, ngồi lúc, ngồi dậy. Nó có đứa em mà nặng á. Dạ em trai hả chú? Em gái luôn. Em gái luôn. Tôi hai vợ. À. Cùng cha khác mẹ hả chú ha? Dạ. Cái này là cha chị Nhi đúng không? Dạ. Đấy là xích đây không? Ơi, đi lang bạc. Tìm 6 năm trời đâu gặp mà dạ. Bữa nay là em kiệt ra tay làm bác sĩ nha quý vị khán giả. Bây giờ nói chung là biểu khổng bô ngày qua ngày kia vậy. Mấy bữa rồi hả? Tao cũng 2-3 ngày rồi. Rồi giờ chú ý định chú là chú làm hồ. Rồi chị Nhi. Chị Nhi thì sao này cho nó khỏe phán lại rồi mình cái chân nó giờ đi không được. Đi coi sụi sụi vậy. Nhưng mà con biết bắt giúp chú chứ bộ. Biết giấy số không? Chị biết xài tiền không? Biết xài tiền không? Biết xài tiền ha. Tính được chứ bộ. Tính được luôn ha. Không có mẻ cái Nhi 1.000 đâu. Vậy hả? Biết cái đó bao nhiêu tiền hơn nhiêu tiền á. Còn đi bữa đi ở dưới Đồng Tháp 10 cà thấy bôi rồi đồng dịch chắc ngon quá tưởng là 10.000 cả xong chú có 10.000 ở kia chị bôi rồi đồng như chị 15.000 đó thôi em về. Em ha. Sống nhau cười mình là thấy ở trong mấy căn nhà quan rồi người ta đuổi hả chị, đã đuổi hả chị? Tại cái YouTuber vậy không hả? Phải. Nó bậy không phải. Ờ, xin lỗi ha. Do mình không có giấy mà người ta thương mình, người ta lấy cái đó lại á để người ta làm cái công việc khác. Vậy ha. À, người ta mới cho không cho mình ở đó, người ta đang mở cái sân ra người ta bán. À, vậy là chứ không phải là YouTuber ha. Không, cái đó là bậy nghe chị. Không phải. Cái đó tự nhiên xin lỗi, cái đó không phải. Tại vì lỡ miệng nói thôi chứ không phải YouTuber mà là do tự nhiên như không có giấy tờ. Đó. Còn người ta phải lấy cái nhà cái đất đó của người ta mà người ta lấy lại là người ta làm công việc của người ta chứ. Dạ. Yeah. Mới gặp bữa mấy ngày 2-3 ngày nay mới. Sao hồi sáng như cho hỏi tí nè. Nhiều khán giả trên kênh của anh á là thắc mắc, nói Nhi khôn bà cố luôn mà sao mà Nhi nói là Nhi khờ hả? Nhi có nói Nhi khờ đâu, giờ Nhi cũng không có tự cho mình là ngu. Ấy quên lộn, không có cho mình là khôn. Mà cái này cho chị sao? Dạ, quý vị nhiều khán giả hết tâm lắm. Chào Nhi là một người thường chứ không phải là một diễn viên ha. Thì nếu mà người thường làm sao diễn kịch được vậy, nhưng mà quý vị khán giả hãy nhìn cái này rồi là tự quý khán giả sẽ suy nghĩ là Nhi có giả đò hay không. Dạ. Nhi ngước lên em. Tôi làm lên này. Ở bên đồng cáo mà tôi đâu biết. Quý khán giả, nếu một người mà dở hợp sợ thì quý vị khán giả nghĩ sao thì đó tùy quý khán giả nhận xét nha.
Dạ thì em cũng chuyển tải cho quý khán giả được. Nói chung là mấy ngày gần đây là cũng được nói chung là mẹ không nuôi, lúc không nuôi. Nằm ở trong đó là mẹ không có. Có mình là có người cháu điện tôi là ở ngoài nắng tôi chạy vô. Dạ. Tôi nuôi nó là tháng rưỡi là Nhi đã tìm được cha. Và cái điều thứ hai nữa là Nhi bây giờ cũng có cuộc sống cũng hầu như là cũng đỡ đỡ. Ổn rồi. Nhi không còn Nhi lang thang Nhi xin tiền bị người ta chửi nữa. Không có bị người ta chửi. Vấn đề lúc trước là Nhi cũng bây giờ Nhi có chỗ ăn. Đó, ở rồi được gặp cha rồi gặp cha chưa Nhi đó ta mua gà hấp mía 1.000.000 cho Nhi ăn nữa. Nói chung là mấy ngày gần đây thì trên mạng xã hội thì xuất hiện nhiều cái đoạn clip của chị Nhi, thì có nhiều người là lại nói là chị Nhi là diễn viên này nọ. Thì hôm nay em con đến đây được gặp chú và chú nghe chú kể về cái sự thật của chị Nhi về cái vấn đề là bị tai nạn, bị viêm sọ não gì đó, hấp não gì đó, thì thành ra chị Nhi mới khù khờ như vậy, như một đứa con nít, lúc nhớ lúc không. Khi nó kêu cha nó kêu mày, mày lấy nước cho tao uống, nói vậy đó. Lúc mà còn trong điện từ lấy á, lắp não rồi qua bên mà hồi sức á. Nhưng mà chú có thể kể lại cho con nghe tại sao mà cha con bị thất lạc á chú? Bị mẹ ẩm đi lúc còn nhỏ 2 tuổi à. Khi mà 20 mấy tuổi ở Đà Nẵng nó tìm tôi tìm tôi rồi nó về lại mẹ rồi đi làm ở Sài Gòn á. Thời đó là cha con mất liên lạc luôn, cha lại nghe bị tai nạn là đi vô là đi nuôi xong rồi đem nó về nhà bà nội đúng 1 năm là bỏ đi luôn tới giờ luôn nè. Rồi giờ chú đem chị Nhi về rồi sẵn tiện vài bữa chú rảnh đó chú làm giấy tờ cho chị Nhi. Giấy tờ này nọ. Chứng minh cho mẹ làm cho nó để cho nó kiếm công việc. Đây là bé Sukana của chị Nhi nè. Mà sao tự nhiên đặt nhỏ tên Sukana? Mà sao chị có Sukana? Đặt cái tên chưa. Trên nó là Sukana luôn. Vậy à. Chỗ này là cái chỗ cái đường gạch lên đó. Có đụng đâu không? Con không biết nữa mà nó hay nhất chỗ này. Mà về nói kịp chăng khám lại. Mà chị Nhi kêu chị Nhi nuôi bé Sukana được bao nhiêu ngày rồi? Mua nó được 4 tháng rưỡi rồi. Được 4 tháng rồi hả? Là 4 tháng nay là chị nuôi được 4 tháng nay rồi hay sao hay là dạ, mới được mấy rồi. Ngày? Được 4 tháng nay rồi đó. Đâu chị kêu Sukana coi nó lên chị không? Chưa cực cân, chưa cà na cửa hạ. Là cái ổng con cứ cay. Con gái hả chị Nhi? Chị Nhi cho em hỏi nè, em hỏi thiệt chị Nhi nè. Ví dụ bây giờ hoàn cảnh mình đang khó khăn quá, mình mấy số cực quá, giận chó này người ta trả ví dụ như 4-5 triệu bán không chị? Người ta trả 100 triệu không bán cơ. 100 triệu cũng bán luôn. Thiệt luôn. Thả 10 triệu nữa là 1.1 triệu không chịu. Rồi bây giờ em trả hơn 200 triệu bán không? Ta suy nghĩ. Hay. Được 200 triệu rưỡi. 200 triệu rưỡi là về xây nhà Sóc Trăng này họ đầy đủ luôn. Rồi vậy là chị Nhi không có thương bé Sukana rồi. Nói vậy thôi chứ ngu gì chưa. Không đó. Chị Nhi ghê lắm cả nhà. Mẹ nó giỡn. Nè. Con là bô vá hả? Con là bô vá. Chị Nhi. Dạ. Em hôm nay em đến đây thứ nhất là em thăm gia đình của chị Nhi và thăm cái vấn đề quan trọng là con bé Sukana. Đây em gửi tặng cho bé Sukana. Nha, cái này nhiêu chị Nhi biết không? 500 đồng hay 500 nhiêu? 500 cứng. 500 cứng. Đây tặng cho bé Sukana. Nha, ăn xúc xích nha. Sukana cảm ơn chú. Cảm ơn chú cười các coi. Đó gặm luôn kìa đó. Rồi gì chị Nhi gán cố gắng giữ bé Sukana để người ta bắt chết luôn ha. Đừng có nói tiếng Việt bắt. Vậy hả? Ừ. Tới mà cho mẹ chinh. Kìa đó biết lấy tiền giữ tiền luôn kìa. Bé Sukana của chị Nhi khôn lắm cả nhà. Mẹ chặn. Chú Cành Nha, chuyện của chú Cành Nha. Khổng lắm đó, dặn nha. Mày cười chú nó đi con. Chú Cành Nha về ở không? Dạy với chú không? À, chú Cành Nha dạy với chú không?
Dạ không. Đó cả nhà cũng thấy chị Nhi khù khờ, nhưng mà cái vấn đề, cái điều quan trọng là chỉ nghèo về vật chất nhưng mà chỉ rất là giàu về cái tình cảm đó cả nhà. Đó, cho dù là cái giá nó cao ngất ngưỡng như thế nào, có thể xây được một hai cái nhà ở Sóc Trăng luôn, nhưng mà chị Nhi không có mà vẫn một lòng yêu thương con bé Sukana nha cả nhà, không có thay đổi. Đó. Dạ, dạ. Nó là cục vàng đó chứ. Nó là nấm ruột của chú. Nấm ruột luôn á. Dạ. Chào cái nhỏ mình xuống rồi. Mà chị Nhi cho em hỏi nè, thí dụ như bây giờ chị Nhi có một cái điều ước á, thì chị Nhi ước cái gì? Tôi ước á, là tôi được sống chung với cha tôi lo được cho cha tôi. Thì bây giờ chị sống chung rồi. Bây giờ tôi cố gắng tôi đi làm lo cho cha tôi, tại vì cha tôi ở trên đây có mình con à. Vậy hả? Cha tôi yếu hoài à. Vậy hả? Yếu lắm. Chú chắc cũng lớn tuổi ha chú ha? 57 rồi còn ở chị 57 nữa. Ha. Ừ. Thôi thì chị Nhi á, chị Nhi có cái lòng hiếu thảo vậy là em rất là mừng rồi. Thì bây giờ thôi em cũng cầu chúc cho chị Nhi lúc nào cũng có nhiều sức khỏe ha. Đó, có nhiều sức khỏe để đi làm. Cha tôi có nhiều sức khỏe được rồi. Ừ. Đó, để vài bữa nó khỏe đi bán vé số, kiếm tiền nuôi cha với lại nuôi Sukana. Chú Cana dành tiền nó phải khỏe. Mà quan trọng là Sukana từ sáng giờ có ăn gì chưa? Rồi. Ăn rồi ha. Trời nó cắn tay em, nó dành tiền. Nó dành tiền. Của con, mẹ mua cho con ăn. Mẹ không có giấy đâu. Sukana. Mặt Sukana hay ghét đây chưa? Sukana ghét không? Biết xài tiền luôn á. Ôi chú mấy con gửi tiền cho con hoài, con biết tờ nào lớn tờ nào nhỏ luôn á. Mà tờ nào lớn là nó ngậm là biết cái tờ nó lớn á. Tờ nào mà nó không ngậm là nó biết tờ nó nhỏ. Nhưng mà này